cho ống nghiệm môi ống 2 mu ethylacetate. Vậy là ống nghiệm 1 là thủy phân trong môi trường axit. Ống nghiệm 2 là thủy phân trong môi trường kiềm. Lắp đều hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn đun sôi nhẹ khoảng 5 phút. Ở bước 2 chất lỏng. Bước 2 là chưa xảy ra thủy phân nhé. Chất lỏng trong ống thứ nhất phân thành hai lớp, ống thứ hai đồng nhất là sai. Cả hai đều là phân lớp. Nên đây sai. Ở bước 3 là sau khi thực hiện phản ứng thủy phân rồi thì chất lỏng trong cả hai ống nghiệm được phân lớp là sai. Vì ở bước 3 thì ống nghiệm 1 thì phân lớp. Chứ còn ống nghiệm 2 thì đồng nhất do thủy phân trong môi trường kiềm là phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đúng không? Xảy ra hoàn toàn thì ethylacetate CH3COOCH5 mà thủy phân trong môi trường kiềm thì nó tạo thành muối CH3CONA cũng tan trong nước mà CH5OH cũng tan trong nước. Đúng không? Nên là nó đồng nhất sau bước 3. Đúng. Sau bước 3 ở ống thứ 2 có lớp chất rắn màu trắng nổi lên sai, không có lớp chất rắn màu trắng nào nổi lên hết cả. Ý dây ở bước 3 có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy. Đúng. Ống sinh hàn tác dụng hạn chế sự thất thoát của chất lỏng trong nghiệm, chính xác. Nó vừa bay lên phát. Nhưng mà ống sinh hàn có tác dụng hạn chế sự thất thoát của các chất lỏng thì là sai. Đúng không? Nó phải là hạn chế sự thất thoát của các chất khí. Chất lỏng, nhưng mà thôi, tính là nếu mà mình đun nóng lên thì nó cái chất lỏng nó chuyển thành chất khí, sau chất khí nó bay lên. Thì cũng coi là nếu mà chuẩn nhất thì phải là ống sinh hàn tác dụng hạn chế sự xuất phát của các chất trong nghiệm, đúng không? Nhưng mà thôi, nếu mà để mà chất lỏng thì mình cũng có thể coi như là được, bởi vì là ethin bởi vì là cái thằng ester này thì nó từ chất lỏng khi mình đun lên thì nó chuyển thành chất khí, nó thất thoát mất, nên là thôi cũng được, chấp nhận là đúng. Câu này chưa hay lắm, đúng không? Ý B là sau bước 3 chất lỏng trong cả hai ống nghiệm được phân lớp là sai chứ, sau bước 2 thôi, đây đọc lỗi rồi, đây ống 1 phân lớp, ống 2 đồng nhất, cái này sai. Vậy là mình chỉ có hai thằng đúng rồi, hai thằng đúng nhá. Ok.